Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm trường chính trị Lê Duẩn, tiền thân là trường cán bộ Việt Minh Quảng Trị, được thành lập từ năm 1945, cách đây 72 năm, là một trong những trường lý luận được thành lập sớm nhất trong hệ thống các trường lý luận ở Việt Nam. Tổng Bí thư đã biểu dương những nỗ lực của nhà trường đã đào tạo các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh, lý luận gắn với thực tiễn. Đây cũng là trường duy nhất trong cả nước hợp tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị hành chính với nước bạn Lào. Nhấn mạnh nhà trường được vinh dự mang tên Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu hơn bao giờ cần phải nhận thức tầm quan trọng của việc học lý luận, nâng cao nhận thức toàn diện cho cán bộ đảng viên. Tôi chỉ mong muốn là với cái truyền thống bề dày lịch sử 72 năm, với kinh nghiệm các đồng chí đã tích lũy được, đứng trước yêu cầu đổi mới này, chúng ta đã làm được nhiều việc, nhưng rõ ràng vẫn cần phải tiếp tục cố gắng học tập tốt hơn nữa, miệt mài say mê. Nếu học mà lớt phớt thì không ăn thua đâu, học là nó quên ngay thôi. Nó không phải chỉ học để nhớ, mà học để làm, học để nhân duyên, nó thấm vào máu vào thịt của ta cơ, phải có phản xạ lại được tất cả những cái sai, nó không có xâm nhập vào ta được cơ. Thế mới khó. Thì rất mong các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, về có Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ở đây, các đồng chí tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để anh chị em nhà trường có thể hoàn thành được nhiệm vụ.